Ngày hôm nay là quỹ mất thương vì cuộc đời thì đến tặng cho trạm Covid của chống Covid của mình một ít quà để chia sẻ những khó khăn của các anh trong mùa giáp hạt này, và rất là mong muốn rằng các anh cũng vì đất nước cố gắng canh giữ từng mảnh đất của Tổ quốc và canh giữ không cho dịch bệnh xâm nhập. Anh ở đây trạm đây thì bình thường có khó khăn gì không anh? Rất là chẳng trước đợt mùa này là đường đi lại rất khó khăn vất vả, đường cũng khó đi lại cũng hơi khó khăn. Cái cuộc sống bà con ở đây thì vì đường xá đi lại khó khăn này thì làm ăn cũng khó khăn anh nhỉ? Vâng. Thế thôi, còn khó khăn thì chúng ta cùng vượt qua. Vâng. Cái khó khăn thì chúng ta cùng vượt qua nhé. Vâng. Thế cảm ơn các anh. Vâng. Em đây.